Xin chào các bác, hôm nay em sẽ chia sẻ các bác về cách các bác nấu cái món cháo gà đen thuốc này các bác nhá. Đây các gia vị thì các bác chuẩn bị cho em một con gà đen thuốc này. Đây con gà này em đang nấu một con là 2.3 này các bác nhá. Rất là chắc. Gia vị kèm theo và tất cả các nguyên liệu là gạo rang này các bác này. Gạo rang em đang rang là để lửa nhỏ các bác nhá. Luộc gà các bác mà để nhỏ lửa cho em. Nở nghiêu riêu sôi rồi nở nghiêu riêu và rang gạo vậy. Và gạo và đã rang vào thì các bác tắt lửa cho em nhé. Đấy tiếp theo là các gia vị hành lá tía tô này, hành hoa này, rau mùi và hành tím để tí nữa phi khô vào một bát nước mắm với hạt tiêu và tí nữa em sẽ thái thêm vài quả ớt các bác nhé. Gà thì các bác luộc cho em luộc chín tới thôi, luộc chín tới các bác cho em ít một vài củ đập gà lướng thôi. Đập dập và phần củ hành vào đây để cho nước vào thơm và một chút gia vị vào để cho ngấm vào gà các bác nhé. Sau các bác luộc gà chín xong thì các bác bỏ ra các bác ngâm kem một lúc để nó chín hẳn, các bác bỏ ra các bác thích ăn kiểu xé phay các bác xé phay các bác vào thức ăn chặt cả miếng các bác chặt cả miếng để cho vào cái nồi cháo các bác nhé. Đây thì em thích tí nữa thì em sẽ làm em chặt từng miếng ăn cả miếng luôn ăn cho nó cho đã luôn các bác nhé. Đây em đã luộc gà chín rồi đây các xem này. Và em chuẩn bị bây giờ em sẽ xay hoặc giã cái gạo rang vàng lên để tí nữa em cho vào cái nồi cháo để đảm bảo cái gạo nó rang vàng rồi vào nồi cháo rất là thơm. Đây sau khi em đã luộc gà xong rồi là chín rồi thì em vớt ra cái mâm các bác nhá. Đây gà chỉ là từng bốc hơi thơm như gút luôn này. Cựa gà các bác xem này, chân đen xì luôn, xương đen ở trong ức đen xì. Đây bắt đầu em cho gạo vào để em cho vào nồi. Trước khi bác cho gạo vào nồi các bác phải cho em nước vào nhá để hòa. Tránh trường hợp cho vào khác thì nó bị bón phục thì sẽ làm cho cái lẩu cháo nó hay bị bón. Thế là mình cho ít nước lạnh mà mình hòa cho tan đi xong mình mới đổ vào cái lẩu cháo. Đấy, cháo. Các bác lẩu cháo các bác rang gạo cho em rang vàng các bác giã nhỏ và xay dập ra thì cháo rất là thơm. Đấy. Các bác khoáng đều lên. Khoáng đều để đảm bảo nó bị cái nó cho thêm ít lượng vào. Tan luôn. Đều. Đây hành phi vàng các bác nhá, hành phi vàng, hành tím phi vàng thơm đừng luôn. Các bác phi tới tầm thôi, phi cháy quá là khô, rất là khô. Phi tới tầm thì hành nó là rất là ngọt. Đây rồi luộc gà lượng lớn, xít gà. Rồi bây giờ các bác cho đem cái gạo rang hòa với nước vào các bác khuấy đều cho em. Các bác xem này, nước này gà rất là ít mỡ nhá, mỡ rất là thơm, lồi nước rất là trong thì gà trên bản nó sạch. Đấy, sau các bác khuấy đều cho em một lúc để khỏi cho cái lồi cháo nó bị bón phục. Sau khi các bác ngoài lúc nó sôi thì các bác bật lửa nhỏ thôi để cho hạt gạo lở hết ra thì lúc bị cháo chín các bác nhé. Đây sau khi em đã vớt gà ra nó phải để nguội một lúc để cho nguội đi và em chặt gà để bày ra cái mâm thì tí nữa em cho cái bát cháo nó xem gà đen này da cổ. Phi dày luôn. Thịt trong trắng toát luôn rồi. Các bác xem thấy nhé. Thịt da đen này, thịt trắng này, xương đen xì luôn. Để đủ đều này. Hấp dẫn này. Còn này thơm quá. Các bác luộc rửa nhỏ thì trong nó sẽ bị đủ éo này, đủ chắc luôn. Gà chạy bộ trên lối núi nhiều nó rất là chắc. Các bác luộc vì nó không bị cái toát cái da và cái nước nó rất là thơm luôn. Đây em sẽ nhỏ này. Thơm đứng.
con này 2 cân 3 các bác nhé, 2 cân 3 chặt ra được một cái mâm con luôn này, mâm nhỏ đầy luôn. Cái đĩa thì các bác phải đời bày được hơn 2 đĩa đấy. Để em mổ cái bụng ra cho bác xem một phần xương ở trong của nó đen xì luôn. Các bác xem này, cắt của nó luôn này, tê gà này, còn nguyên đấy, xương trong đen xỉ. Đây là thì tôi em thái hành chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây em ra nồi cháo. Nồi cháo này đã lở hết rồi các bác nhé. Xem cháo quánh nhá, lở ra thì sẽ quánh lại. Và em thích ăn cái cháo loãng, đặc quá ăn là không ngon lắm. Mỗi người có sở thích, qua nào thích đặc thì bác cứ nấu đặc. Em thấy em thích loãng thì đây là vừa. Đây cháo loãng chín rồi, em bắt đầu em cho ít trong hành rồi bác nhá. Ít hành hoa vào, rồi em đổ cháo vào. Múc cháo vào bát. Cái này hành nó chín vừa chín tới luôn. Lô cháo thơm nức luôn này. Tâm. Cho ít tía tô lên quá nhé. Cho ăn là nó dậy mùi. Và em cho ít hành khô này. Cho ít hành khô lên. Đây bát này đấy. Em cho ít hành khô lên. Chơi luôn cả cái đùi luôn, cực kỳ luôn, thơm nước luôn đấy. Thì các bác cứ múc ra, các bác cho thịt, cả thịt vào, các bác ăn đấy, cắn ngập ngập răng luôn. Em thích kiểu như thế. Và các bác nào thích các bác có thể xé ra, không thích ăn kiểu gập xương thì các bác có thể xé lọc thịt ra các bác nhá. Đây các bác là ăn thêm, khi ăn đậm các bác cho thêm cái nước mắm hạt tiêu vào thì cho nó đậm đà hơn đến bát cháo các bác nhá. Đấy em. Đây, em sẽ kết thúc cái video cái chia sẻ các bác về cách cái lẩu cháo gà đen các bác nhá. Đấy, các bác nào có ra thời gian các bác có thể là cải thiện nấu cho gia đình và cho các chị và các cháu nhỏ để cải thiện để ăn để bổ lại sức khỏe sau khi đã đi học hành và đi lao động không làm việc mệt mỏi. Đây các bác xem em cho thêm ít mùi xanh nữa để cho đây trang trí. Em chào các bác nhá. Chúc các bác có những cái lẩu cháo chất lượng để cả nhà cùng quây quần và để ăn những bát cháo thật nóng hổi và thơm lức. Em chào các bác. Bố ơi.